Hi, xin chào các bạn đến với kênh Kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bố trí công tắc cổ kém tụ điện của cái nhà tầng này. Đây, ra đây mình đã kéo dây nguồn xuống. Đây là tụ điện mình đặt đây. Thì tụ điện mình để trên và công tắc cổ kém mình để phía dưới. Đây mình kéo bốn sợi nè bạn, bốn sợi 4 chấm nha. Bốn sợi 4 chấm. Và dây nguồn xuống là 2 sợi, còn nguồn tải ra là 2 sợi. Rồi, ok. Đây là tầng dưới thôi các bạn, còn tầng trên thì mình dùng CV riêng nữa, có tủ riêng luôn. Mình bố trí công tắc ổ kém này. Công tắc ổ kém luôn. Dây nguồn xuống là dây 4 chấm. Còn những cái dây mà 100 g kia là mình kéo dây điều khiển. Mình kéo thì mình hiểu thôi. Đó, đây TV thì người ta đặt đây, dây mạng thì mình cũng đã kéo luôn. Có đèn rò tranh, đèn tiếp. Đèn rò tranh với đèn tiếp. Đây thì đây là béo đèn phi 60. Bữa nữa mình quay cho bạn xem, mình lắp đặt đèn sáng lên là mình quay cho bạn xem luôn. Ở đây công tắc cổ kém thì các bạn nhìn thấy này, nó có đây là có công tắc đảo chiều nữa. Đảo chiều thì mình kéo 3 sợi. Đây thì mình kéo một kẹp nguồn chỉ là một dây điều khiển đèn. Chỗ đây thì không cần gì nên mình kéo nguồn xuống 1.5 cũng được, không sao hết. Phía đây là khu vực bếp nha các bạn. Chỗ đây mình đặt luôn cái bơm nước luôn. Khu vực bếp đặt bơm nước luôn. Thì đây mình đặt có dây hút mùi và dây ống táo. Thì chỗ đây mình đặt hai cái công tắc như là 4 cái ổ kém và một cái CV cho máy bơm. Chưa ghé dây điện xuống, đây là bên mình tiếp các bạn. Phía bên này thì mình sẽ đặt một cái CV cho máy nước nén, một cái đèn và một ổ kém. Đó nên mình đặt cái đế đầu đó, chỗ nào có CV là đặt đế đầu nha các bạn. Đó, kẹp nguồn cho máy nước nén anh em trong đó, dây 2.5 thì đen với dây xanh, còn dây kẹp kia là dây bấm đèn. Đó, bấm đèn nhà tém đưa lên giữa cửa đó. Đây, bây giờ mình sẽ lên lầu quay cho các bạn xem. Đây là gác lửng các bạn, chứ không phải lầu, gác lửng. Rồi, bấm đèn cầu thang. Bấm đèn cầu thang. Giờ vô đây là cái đây là nhà, đây là một phòng của người lớn tuổi. Thì trong đó nó gồm có nhà vệ sinh luôn. Đây là một CB cho máy nước ném này. Người ta hai kẹp 2.5 không? Một dây nguồn tới và một dây nguồn đi ra cho máy nước ném. Còn một kẹp dây 1.5 mà đen với mẹ đỏ đó là dây bén. Đó, dây bén ở trên. Dây máy nước ném ở dưới đây. Dây xanh với dây đen dây 2.5. Rồi, đây là chỗ đây đèn tivi nha các bạn. Mình chưa cắt cái ổ đây. Chút nữa là mình quay xem là mình sẽ cắt những cái ổ đây, mình cắt mình chuông đế. Lúc nào mình cũng chuông đế xe hồ nó dán xem nào mình mới chuông nha các bạn. Chứ để mình chuông trước mà thồ dán là thất bại á, xem mình gắn đế vô không được đâu. Mình công tốn hơi công cũng công chút xíu. Ê, mình nói cái chỗ công tắc này, công tắc này thì nó không có công tắc đảo chiều nữa nha các bạn. Dây lu bu đấy.
mình nói ra thì nó hơi dài. Mình tách tạo chiều ở trên dưới luôn mà, tầng trên nữa, tầng dưới nữa. Cho nên dây 100 em quá chừng á. Đây, giờ mình xin lên lầu, đây là cái lầu này. Nẻ gác lửng á. Hay lên trên lầu, lên ngầu thì trên đây là có phòng ngủ. Phòng ngủ thì mình thiết kế nó là quạt, máy lạnh, đèn ngủ và đèn tiếp. Đèn ngủ dưới và đèn tiếp ở trên nha các bạn. Đèn ngủ dưới, đèn tiếp ở trên, và mình làm cho người ta cái quạt đảo ở trên trần. Quạt đảo trên trần. Đây là CV cho máy lạnh. Rồi, đây là nhà vệ sinh cho tầng trên. Đó, có máy nước ném à. Đây không dùng ném lạnh nha các bạn. Dùng máy nước ném trực tiếp. Không dùng máy lạnh, không dùng máy năng lượng mặt trời. Đây có kẹp nguồn xuống và khiển lên. Đây là máy thằng nó đi nó két đế, nó két luôn cái dây rồi. Nó không biết nó két luôn cái dây này. Mấy anh làm á. Két đế không biết két luôn dây luôn. Giờ mình phải ké lại xuống để mà đấu công tác cũng kém. Đây, giờ lên phía trên. Làm cu. Làm cu thì đây này mình cũng có công tác đảo luôn. Nha, công tác đảo là ở dưới liền các bạn. Đó, dây xanh với dây đỏ dưới liền đó, dưới kẹp nguồn. Còn đây là khiển đèn ở trên đây. Đi một dây bán đèn mà một dây dù bị. Đây xe này đặt buồn nước ở trên này nha. Đây này đặt buồn nước ở trên này. Dây phao thì mình cũng đưa lên luôn. Dây phao. Máy lạnh. Rồi, ok. Thì thiết kế nhà đây cũng rất đơn giản. Đây cũng khá cao các bạn. Lẫn một lầu mà khá cao. Đèn cầu thang. Vài bữa nữa anh bác mình quay lên cho các bạn xem nhà đẹp cỡ nào. Đèn thì do mình mình chọn đèn thôi. Chọn đèn xem bác lên hỏi chủ nhà có được không, được tháo xuống. Nhưng mà đa số là mình chọn là chủ nhà ưng ý hết. Ít có khi bị tháo xuống. Em. Rồi các bạn, mình giới thiệu cho bạn xem, các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha, để mình ra nhiều clip khác nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.